khắc phục điều kiện khắc nghiệt của thời tiết. Những ngày này, đơn vị thi công các công trình dự án trên địa bàn tỉnh đang tranh thủ tối đa nguồn lực, bố trí hợp lý thời gian làm việc để đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động và tiến độ của các dự án. Tại dự án xây dựng trường trung học phổ thông chuyên tuyên quang, những ngày qua, tuy thời tiết thay đổi thất thường, mưa nhiều, nắng nóng, nên nhiệt độ cao, song cũng không làm giảm tinh thần làm việc khẩn trương của nhà thầu, đơn vị thi công máy móc thiết bị đã được huy động tối đa để thi công 3K. Đơn vị thi công đã bố trí thời gian làm việc hợp lý, tránh làm việc trong những thời gian cao điểm để đảm bảo sức khỏe người lao động và an toàn cho công trình. Hiện nay là gói thầu đã triển khai đạt khoảng độ phần 85% khối lượng. Thì với thời tiết thuận lợi thì để đáp ứng được tiến độ thì công trường sẽ thực hiện bằng hai việc, thứ nhất là tăng ca, tăng ca làm 3 ca, làm thậm chí lên 4 ca. Và thứ hai nữa là tăng máy móc và nhân lực. Hiện các tòa nhà A1, A2 đã hoàn thiện 85% khối lượng công việc. Các hạng mục còn lại đang khẩn trương được thực hiện. Nhà thầu và các đơn vị thi công đang huy động trên 100% nhân lực, máy móc, thiết bị để thi công đảm bảo tiến độ và chất lượng. Phần đấu đưa công trình vào sử dụng trước ngày 15 tháng 8 năm 2024. Chúng tôi cũng thường xuyên động viên cán bộ công nhân viên là thực hiện tăng ca 3 ca 4 kíp các buổi nắng nóng thì có cái hỗ trợ cho người công nhân về các cái chế độ về ăn uống để đảm bảo sức khỏe thì tiếp tục triển khai công việc. Dự án xây dựng trường trung học phổ thông chuyên tuyên quang tại địa điểm mới, phường Tân Hà, thành phố tuyên quang có tổng mức đầu tư trên 255 tỷ đồng. Tính đến thời điểm này, tổng khối lượng thi công vượt so với kế hoạch nhà thầu và các đơn vị thi công đang nêu cao quyết tâm vượt nắng tháng mưa để đưa công trình về đích bàn giao và đưa vào sử dụng theo đúng cam kết với chủ đầu tư